Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sáng hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho Hội Thánh của Chúa về sự thịnh vượng. Quý bà anh chị em chúng ta có muốn được giàu có không? Nó thích giàu có không? Hơn cả sự giàu có nữa là sự thịnh vượng. Amen. Cảm ơn Chúa. Hậu thánh của Chúa, Chúa nói rằng là trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc. Phải vậy không? Nay hậu thánh khắp nơi trên thế giới họ hiểu được lời của Đức Chúa Trời, thì họ ban phát ra rất nhiều. Và chính hậu thánh Việt Nam của mình cũng nhận phước từ các hậu thánh trên thế giới nữa. Nhất là ở bên Âu Châu, bên Mỹ Châu, hay là từ Hàn Quốc. Những hậu thánh họ ngày xưa rất nghèo, nhưng mà bây giờ họ trở nên rất giàu bởi vì họ làm theo lời của Chúa và họ ban phát ra cho những nơi nghèo khổ. Amen. Hội thánh của Chúa có muốn mình trở thành những người giàu có mà ban phát cho khắp nơi trên thế giới không? Sẵn sàng không? Sẵn sàng. Chúa sẽ làm điều đó. Chúa nói là Chúa ban phát hạt giống cho kẻ gieo giống và có bánh để nuôi mình. Phải vậy không? Có nghĩa là Chúa ban phát cho chúng ta tài chính để chúng ta gieo, hạt giống để gieo và bánh để nuôi mình. Có nghĩa là Chúa ban cả tài chính cho chúng ta, ban ra cho người khác, giúp đỡ người khác các nơi, và cũng là tài chính để chúng ta sinh sống dư dật nữa. Amen. Và tất cả bởi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Amen. Sáng hôm nay chúng ta mở trong Ma-la-chi nhé. Ma-la-chi đồng ba. Đoạn kinh thánh này thì chắc chắn là anh chị em chúng ta cũng đã quen thuộc nhiều rồi, phải không ạ? Tôi sẽ đọc một số câu, không đọc hết được. Từ câu số 6, đoạn 3 từ câu số 6 này. Vì chính ta là Chúa, ta không hề thay đổi, cho nên các ngươi, con cái của Gia-cốp sẽ không bị tận diệt từ thời tổ phụ các ngươi. Các ngươi đã xoay bỏ các luật lệ của ta và không vân giữ chúng. Hãy trở lại cùng ta, ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Chúa vạn quân phán, nhưng các ngươi hỏi chúng tôi trở lại như thế nào? Người ta có thể ăn trộm của Đức Chúa Trời không? Vậy mà các ngươi ăn trộm của ta. Nhưng các ngươi nói, làm sao chúng tôi ăn trộm của Ngài? Trong các phần mười và các của lễ dân, các ngươi đang bị rủa xả vì các ngươi cả nước đã ăn trộm của ta. Hãy đem tất cả các phần mười vào kho của ta, để nhà ta có lương thực. Hãy làm như thế để thử ta, Chúa và quân phán, để xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chăng. Ta sẽ quở trách kẻ cắn nuốt các ngươi, để chúng sẽ không phá hoại hoa quả của ruộng đất các ngươi, và nho ngoài đồng sẽ không bị mất mùa. Chúa và quân phán, bây giờ mọi nước sẽ coi ngươi là có phước, vì ngươi sẽ là một đất nước được ưa thích. Chúa vạn quân phán, Chúa phán, các ngươi đã nói những lời gai gắt nghịch cùng ta, nhưng các ngươi lại nói chúng tôi nói gì nghịch cùng Ngài? Các ngươi nói phục vụ Đức Chúa Trời là vô ích. Chúng ta được lợi gì khi tuân giữ các lời truyền của Ngài và bước đi buồn bã trước mặt và Chúa vạn quân? Ngày nay chúng ta coi những kẻ kiêu căng là có phước, những kẻ ác thì thịnh vượng, và ngay cả những kẻ thách thức Đức Chúa Trời được thoát nạn. Bây giờ những người kính sợ Chúa nói cùng nhau, Chúa lắng tai mà nghe. Một cuốn sách ghi nhớ được ghi chép trước cái sự hiện diện của Chúa về những người kính sợ và nghĩ đến dân Ngài. Chúa và quân phán, chúng sẽ thuộc về ta, là tài sản quý báu của ta. Trong ngày ta hành động, ta sẽ tha thứ cho họ.
như người cha tha thứ đứa con trai phục vụ mình, rồi các ngươi lại sẽ thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ ác, giữa những người phục vụ Đức Chúa Trời và những người không phục vụ Ngài. Amen. Amen. Chúa nói như thế này: hãy đem tất cả các phần mười vào kho của ta, để nhà ta có lương thực. Hãy làm như thế để thử ta, Chúa còn luôn phán, để xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không thể có chỗ chứa chăn, và ta sẽ mở trách cho kẻ cắn nuốt các ngươi, để chúng sẽ không phá hại mùa hoa quả của ruộng đất của các ngươi, và nho ngoài đồng sẽ không bị mất mùa. Cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời thần tín và Ngài không thay đổi. Amen. Ngài hứa thì Ngài có quyền làm trọn. Amen. Như vậy thì Chúa nói rằng là hãy đem phần mười của các ngươi vào kho của ta, để nhà ta có lương thực. Hãy làm như thế để thử ta, để xem ta có mở các cửa sổ từ trời, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi các ngươi không có chỗ chứa chăn. Cảm ơn Chúa, đây là một cái bí quyết để chúng ta trở nên thịnh vượng giàu có. Amen. Amen. Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời rất giàu có. Ngài vô cùng giàu có. Ngài đã tạo ra thế giới này, tạo ra cái địa cầu này. Mà quý bà anh chị em biết rằng cái địa cầu này có nhiều vàng không? Dưới đất nó nhiều vàng lắm. Anh chị em có ai đẩy vàng không? Vàng rồi thiết rồi nhôm, rồi cả kim cương, cả đá quý, cả đủ mọi thứ quý nằm ở trong lòng đất. Lạ lùng là có những cái mỏ dầu nằm ở trong lòng đất, ở dưới biển. Nay con người khám phá và khai thác ra để trở thành những người giàu trong thế giới này. Nay Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời vô cùng giàu có, vô cùng tuyệt vời. Và Ngài nói là Ngài không thay đổi. Ngài là Đức Chúa Trời thần tín. Ngài dựng nên con người, và con người là quý báu trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta nhớ nè, Đức Chúa Trời có hàng vạn, hàng ngàn, hàng triệu thiên sứ của Đức Chúa Trời phục vụ Ngài, không thể đến nổi được. Nhưng mà các thiên sứ thì không phải là con của Đức Chúa Trời, nhưng mà con người được gọi là con của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúa không bao giờ nói với thiên sứ rằng ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Nhưng mà Chúa nói với những con người, ngươi là con ta. Amen. Tất cả những người của Đức Chúa Trời là những người con của Đức Chúa Trời. Và nhất là hội thánh của Chúa ngày hôm nay, khi chúng ta được tái sinh, chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời. Amen. Và lời của Chúa dạy cho con cái của Ngài. Amen. Tôi thường hay nói với anh chị em rằng là nếu anh chị em mua một chiếc xe, một cái xe máy, thì người ta tặng cho mình một cái cuốn hướng dẫn sử dụng, đúng không? Để mình làm sao mình theo cái hướng dẫn sử dụng của người ta đó, thì mình sẽ giữ được cái xe mình nó bền lâu, nó tốt phải không ạ? Nó lâu hư phải không? Đỡ tốn công sửa. Còn nếu chúng ta cẩu thả và không theo sự hướng dẫn đó thì xe mình mau hư. Có nhiều người đi 10 năm xe vẫn còn mới còn tốt, có nhiều người đi vài năm là xe đã tàn rồi, bởi vì không theo cái sự hướng dẫn. Công ty sản xuất lên xe máy, người ta có cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Còn Đức Chúa Trời chúng ta đã tạo ra chúng ta thì Ngài cũng có cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Amen. Chúng ta biết cái cuốn nào không? Cuốn Kinh Thánh là cuốn hướng dẫn sử dụng. Amen. Chúa muốn chúng ta sống lâu thì hãy theo lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh để chúng ta sống lâu. Chúa muốn chúng ta giàu, Chúa muốn chúng ta trở thành những con người vĩ đại, hãy đọc Kinh Thánh và làm theo để chúng ta trở thành những con người giàu có vĩ đại trên thế giới này. Amen.
Amen. Chúng ta thấy được cái sự khôn ngoan của vua Salomon không? Chúa ban cho ông cái sự khôn ngoan và ông trở thành một người giàu nhất thế giới. Cho đến bây giờ các nhà giàu nhất thế giới cũng không thể so sánh bằng vua Salomon. Amen. Và Chúa Giêsu nói rằng ở đây có một đấng vĩ đại hơn Salomon nữa, chính là Chúa Giêsu. Amen. Chúa Giêsu đấng khôn ngoan, đấng giàu có, vĩ đại hơn cả Salomon, và đấng đó đang ở trong chúng ta. Amen. Chúa Giêsu đang ở trong chúng ta, Thánh Linh đang lãnh đạo chúng ta, và Ngài muốn chúng ta giàu có. Amen. Amen. Hãy nói với người bên cạnh mình nè, Chúa muốn bạn giàu có. Amen. Thường ở trên thế giới này những người giàu có thì được tôn trọng, nhiều lúc những người nghèo lại hay bị coi thường, đúng không? Chúa luôn luôn tôn trọng chúng ta. Chúa là ai hầu việc ta thì cha ta tôn quý người. Amen. Đức Chúa Trời mà tôn trọng chúng ta thì ai dám không tôn trọng chúng ta? Và Chúa muốn chúng ta trở thành giàu. Buổi sáng hôm nay tôi muốn nói về lĩnh vực sự thịnh vượng để cho các bạn chị em của chúng ta để trở thành những người thịnh vượng. 3 năm sau, 5 năm sau hay 10 năm sau, khu vực của chúng ta hoàn toàn khác với các khu vực khác. Chúa sẽ phân biệt người của Đức Chúa Trời và người của thế gian. Chúa sẽ phân biệt người công chính và người gian ác. Amen. Chúa sẽ cho phân biệt rất là rõ ràng. Và ở đây Chúa đã làm tất cả cho chúng ta. Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá và Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi, bệnh tật, sự lũ xả, Ngài gánh hết nghèo đói, bệnh tật, tội lỗi chúng ta, Ngài gánh thế cho chúng ta hết rồi. Amen. Bây giờ Chúa muốn chúng ta giàu có thì Chúa muốn chúng ta làm một điều, đó là đem một phần mười vào kho của Chúa. Amen. Chúng ta sẵn sàng không? Sẵn sàng không? Hãy hỏi người bên cạnh bạn có sẵn sàng không? Amen. Không. Đó là Chúa tha tội cho chúng ta, Chúa không có tính không, chúng ta nhận không luôn. Chúa chữa lành chúng ta, Chúa không lấy tiền không, Chúa đem chúng ta vào thiên đàng, Chúa cho chúng ta sự sống đời đời, Chúa yêu chúng ta, Chúa chăm sóc chúng ta, mọi thứ là đều là ban cho nhân không. Nhưng mà cái việc Chúa muốn chúng ta giàu thì có điều kiện. Amen. Có điều kiện đó là hãy đem phần mười vào kho. Anh chị em biết phần mười như thế nào? Phần mười là có nghĩa là sao? Mười là cái mũi của Chúa không? Hả? Phần mười là 100 hoặc là dân của Chúa 10.000. À, trăm là dân của Chúa 10.000. À, có một mục sư thì ông hỏi hồi thắng như thế này. Anh chị em có biết phần mười không? Thì người nói dân 10%, người nói dân 1/10. Nói chung thì nói như vậy thì nó cũng chưa hiểu mấy. Nhưng mà ông nói như thế này, ví dụ như là cô gái này, tôi đi làm cho cô gái này, ví dụ như sáng nay đi lên rẫy thì từ mục sư cùng đi với cô lên rẫy làm cho cô một ngày, cô có trả tiền cho mục sư không? Có mà, đúng không? Ví dụ như tôi làm cho anh có trả tiền cho tôi không? Có không? Chắc là mình, nếu mà có người đó làm cho mình mà mình không trả tiền thì mình không biết điều rồi, mình không công chính rồi, đúng không? Như vậy thì có anh chị em có nghĩ rằng là Chúa luôn luôn cùng làm việc với anh chị em không? Có không? À, mình đi lên rẫy rồi, Chúa ơi cùng đi với con không? À, té cái Chúa ơi cứu con. À, rồi làm cái gì cũng Chúa ơi cùng làm việc với con, Chúa ban phước cho con, Chúa mưa rồi Chúa nắng rồi Chúa làm cho đám ruộng của con, đám cà phê của con tốt, Chúa cùng làm việc với mình. Nhưng mà tới mùa cái thì không có nhớ gì đến Chúa hết. Phải vậy không? Tới mùa mình không nhớ gì đến Chúa hết. Như vậy thì là Chúa đó là không biết ơn. À, nên Chúa muốn chúng ta nộp một phần mười cho Chúa. Tôi nhớ lại cái hội thánh cho tôi có một cái người như thế này. Ông nói là Chúa ơi, Chúa bảo con nộp phần mười nó nặng quá Chúa ơi.
Bởi vì con phải nộp thuế cho nhà nước. Bây giờ nộp mấy chú một phần mười nữa, bây giờ nó nặng quá, xin Chúa cho con nửa phần mười thôi. Như vậy thì ông say, tôi nhớ là ông say một bao cà phê là được, hồi đó là được 1.800.000. Đúng là phải dâng 180.000 á, nhưng mà ông dâng có 90.000 thôi, nửa thôi. 1.800.000 mà dâng có 90.000 là dâng một nửa hết phần mười thôi. Rồi Chúa không nói gì hết. Làm sao ông say một bao cà phê nữa, cũng cà phê đó thôi, say bao cà phê đó có bán được có 1.000.000. Không được 1.800.000 nhưng bán được có 1.000.000. Nó bị nát, tự nhiên nó nát ra, nó xuống giá. Ông là khóc: Chúa ơi, tại sao vậy, tại sao như thế? Như vậy thì Chúa nói là chúng ta phải amen và làm theo. Amen. À, làm theo chứ đừng có tính toán gì trơn á, đừng có tính mà kiểu là con nửa phần mười thôi. Không nên như vậy. Một phần mười là một phần mười. Ở đây trong thời cựu ước còn gọi là thuế một phần mười. Bởi vì một phần mười này đem đến người Lê-vi tất cả mọi nơi mọi chỗ. Họ đem đến người Lê-vi, họ nộp cho người Lê-vi để nộp trong kho nhà của Đức Chúa Trời, để nhà ta có tài chính. Amen. À, trong một truyền đoạn 26 nói rằng là phần mười đó không để trong nhà ngươi, bởi vì cái phần mười là được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời, là phải nộp vô kho. Nên dân Israel mỗi năm phải 3 lần, họ từ các nơi xa họ cũng phải đều đến Jerusalem họ nộp vào, không được sử dụng lúc mà tan chế, lúc mà hoàn cảnh gì đó nó khó khăn cái đem tiền phần mười ra sử dụng là chỗ đó không được sử dụng. Dù có người chết trong nhà, dù có kẹt gì nữa cũng không được sử dụng, bởi vì phần đó là phần đã được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời rồi, chúng ta không được sử dụng và cũng không được để trong nhà của mình. Amen. Nên chúng ta mỗi ngày có một tuần, có người thì một tuần họ đem phần mười họ nộp, có người thì một tháng họ đem phần mười họ nộp. Mình đương nhiên là mình tới mùa phải có, mùa cà phê, mùa lúa, phải không? Nhưng mà những ngày thường của chúng ta cũng làm ra tiền thì chúng ta cũng phải nhớ một phần mười cho Chúa. Amen. Amen. Chúng ta đem tất cả một phần mười, có nghĩa là tất cả tài chính chúng ta đem vào nhà của mình thì chúng ta phải tính một phần mười và dâng nộp cho Chúa. Amen. Chúng ta nhớ rằng là ví dụ như thế này, mình làm được một tấn cà phê trong một năm, nhưng mà mình mua phân, mình thuê người làm nữa, mình làm thì không tính nha, nhưng mà mình thuê người làm, mình mua phân bón, thuốc trừ sâu gì đó, một tấn, nhưng mà chi phí đó hết thảy 200 kg rồi, thì mình nộp trong vòng 800 kg thôi, tức là 800 kg mình nộp 80 kg chứ không phải là nộp 100 kg, tức là mình trừ cái phần mà thuê mướn cũng như từ trừ phân bón các thứ trừ sâu ra, còn lợi tức là đây là lợi tức, còn bao nhiêu lời đó thì mình sẽ nộp một phần mười cho Chúa, hay là 10%. Amen. Chúng ta sẵn sàng không ạ? Một lần nữa hỏi người bên cạnh là bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa nói như thế này: hãy đem tất cả các phần mười, có nghĩa là tất cả luôn những gì mà chúng ta thu nhập vào trong nhà của mình đó, vào kho của ta, để nhà ta có lương thực. Và hãy làm điều này để thử ta. Bây giờ đem phần mười là Chúa cho phép mình thử, xem thử phía sau đây nói gì đây. Chúa và ngôn phán để xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chân, để ta mở các cửa sổ. Đây là một cửa nè, đây cửa sổ, đây đó cũng có là cửa sổ, cửa sổ, cái cửa này là cửa sổ, cửa kia là cửa chính, đúng không? Chú nói là chú mở các cửa sổ từ trời, có nghĩa là khi chúng ta bỏ một phần mười vào thì ở trên trời cửa sổ bật ra đổ xuống, bỏ một phần mười vào trên trời cửa sổ bật lên, bởi vì nó automatic rồi.
Amen không ạ? Và vì Chúa nói rằng là nộp phần 10 vào kho, đó là trên kia mở cửa sổ, mà không nộp thì trên kia cửa sổ đóng. Đó là thật sự là như vậy, tự động mà. Amen. Nếu chúng ta không bỏ một phần 10 thì cửa sổ trên kia vẫn đóng, và chúng ta không có được cái phước gì hết. Mà chúng ta có người bị rủa xả vì có người ăn trộm, bị rủa xả vì cái người ăn trộm. Không bỏ thì cửa sổ không mở, nhưng mà bị rủa xả, bị cào cào trong cháu nó ăn rồi nó phá mùa màng của mình. Nhiều lúc là trộm cướp nó cũng tới, nó hái cà phê của mình nữa. Nhiều người tôi thấy cà phê để trong nhà nên nó đem xe tới rồi chở luôn cà phê luôn, cướp cả ngày, ban ngày luôn, cái mức độ như vậy. Nên chúng ta cần phải hiểu rằng là cái phần người của chúng ta giống như là, ví dụ như bây giờ mấy anh em bơm nước để tưới cà phê của mình á, thì trước hết mình phải làm gì? Muốn bơm nước lên tưới cà phê thì chúng ta phải mồi nước, đúng không? Mồi nước trong cái ống cho nó đầy cái ống rồi nó nước nó hút lên được, phải vậy không? Nếu mà nước trong ống không có thì không thể hút được, nên phải có nước mồi. Amen. Nên mà phần 10 giống như là chúng ta mồi để thì nó đổ xuống. Amen. Bỏ vào thì cửa sẽ tự động mở. Và Chúa nói rằng là các cửa sổ từ trời mở ra đổ xuống cho các ngươi, đến nỗi các ngươi không chỗ chứa. Nên dân Israel, người ta rất giàu, bởi vì sao? Bởi vì họ nộp phần 10 cho Chúa. Họ rất là khôn ngoan, bởi vì họ nộp phần 10 cho Chúa. Đức Chúa Trời ban phước cho họ là đầy dẫy khôn ngoan, giàu có vô cùng. Họ giàu vô cùng, không có đất nước nào giàu bằng Israel. Nhưng mà anh chị biết là bây giờ nước Do Thái, một số người Do Thái ở Mỹ, nhưng mà họ nắm 60% kinh tế của nước Mỹ đấy. Không có đơn giản đâu. Bởi vậy Chúa muốn chúng ta giàu. Amen. Và Chúa cũng muốn chúng ta nộp phần 10 vào, để ở trên kia mở cửa sổ từ trời đổ xuống thì chúng ta mới không có chỗ chứa, có nghĩa là giàu, giàu có và giàu có. Lạ lùng như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúng ta muốn giàu không ạ? Muốn là muốn giàu thì nộp phần 10 vào kho và cửa sổ trên kia mà đổ xuống. Amen. Đó là chắc chắn. Còn không nộp phần 10 vào, cửa sổ đóng cứng không mở được. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta bỏ phần 10, cửa sổ đổ xuống cho chúng ta, và Chúa nói là Chúa cũng ngăn cấm kẻ cắn nuốt ruộng đồng của các ngươi, cây cà phê của các ngươi, tất cả mọi việc các ngươi làm. Tức là mình kinh doanh điều này, kinh doanh điều kia, mình buôn bán cái gì đó đủ thứ hết, thì Đức Chúa Trời ban phước và ban phước. Những kẻ trộm cướp, chúng ta biết kẻ trộm là ai không? Biết kẻ trộm là ai không? Là ai? Satan không? Bởi vì Chúa nói dân phần 10 câu 10 đó là kẻ trộm đến cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đến thì sao? Chiên có sự sống và sự sống sung mãn. Amen. Kẻ trộm là ma quỷ, nó đến nó cướp, nó giết và hủy diệt, nó làm cho cái thế giới này đau đớn, đau khổ, nghèo đói, bệnh tật và chết chóc. Nhưng mà Chúa Giêsu đến đem cho chiên có sự sống và sự sống dư dật. Amen. Nên là chúng ta thấy nhiều lúc mùa màng bị sâu nó cắn, cà phê nó sâu đục thân nó cắn chết cây, chết cành, rồi đủ mọi thứ, và chúng ta mất mùa, rồi lại cái giá là lại thấp, đúng không? Làm hoài thì không thấy được cái phước lành. Nhưng mà ngày hôm nay anh chị em cứ làm theo lời của Chúa dạy, chắc chắn Chúa thật tính, Chúa giữ cà phê của mình, Chúa giữ ruộng lúa của mình, Chúa ban phước trên nắm ruộng của mình, Chúa ban phước trên nảy cà phê của mình, và Chúa làm cho nó tăng giá. Amen. Nó không rụng trái trước khi đến mùa. Amen. Chắc chắn là Đức Chúa Trời ban phước như vậy. Nên là dân Israel họ làm trên sa mạc, có nghĩa là không có trồng gì được hết, nhưng mà họ vẫn làm trên sa mạc, và họ gặt hái vô cùng diệu kỳ, vô cùng tuyệt vời, bởi vì Chúa ban cho họ cái sự khôn ngoan. Họ làm ra và Chúa ban cho họ những cái phước lành từ trời đổ xuống. Nếu chúng ta làm cà phê mà không mưa thì sao? 6 tháng không mưa thì còn có thể chịu được, nhưng một năm không mưa thì sao? Là xong đời luôn ha, phải không ạ? Nên chúng ta biết rằng là dân của Chúa là lễ thuộc Đức Chúa Trời. Amen.
Đức Chúa Trời ban phước. Chúa nói là ngươi sẽ được phước khi nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm theo, thì mọi phước lành sẽ giáng xuống trên ngươi. Ngươi được phước khi đi ra đi vào, cái thùng gạo cũng được phước, cái giỏ đi chợ cũng được phước, và cái tủ đồ ăn cũng được phước, cái gì của ngươi được phước, con cái của ngươi được phước, phước phước và phước. Và nếu ngươi nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi mà không làm theo, thì mọi sự rủa xả sẽ giáng trên ngươi, dòng dõi của ngươi. Không, mà rủa xả thì thôi, đau ốm bệnh tật chết chóc rồi nó khổ sở rất là nhiều điều mà chúng ta thấy rằng Israel nó khổ bởi vì không làm theo lời của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẵn sàng nộp phần mười, và Chúa nói là các ngươi ăn trộm một phần mười và cát của dân. Nếu nộp một phần mười mới có nửa câu kinh thánh, cát của dân nữa. Amen. Sáng nay chúng ta dân là của dân, đúng không? Chứ không phải là phần mười. Rồi khi hậu thánh của Chúa có thể làm nhà thờ, chúng ta dân đó là của dân. Rồi cái ai đau ốm mình đặt chúng ta dân đó là của dân. Và nhu cầu gì đó xã hội đất nước này, địa phương mình kêu gọi dân hiến, sẵn sàng dân, đó là của dân. Amen. Như vậy thì chúng ta trả một phần mười cùng các của dân. Càng dân càng nhiều càng giàu. Hãy nói với người bên cạnh là bạn dân càng nhiều thì bạn càng giàu. Dân càng nhiều thì càng giàu. Bởi vì Đức Chúa Trời rất là thành tín. Amen. Chúa nói là gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều. Amen. Không gieo không gặt. Nếu mà chúng ta một năm mà chúng ta không gieo thì sao? Không có gặt gì hết. Nhưng mà không gieo chúng ta gọi là lười biếng, không chịu làm, đúng không? Phải vậy không? Ít nhất là miếng ruộng của mình phải cày xới, mình phải gieo giống chứ, chứ để ra trong này cỏ hoang sao? Mà không gieo thì là lười biếng, không chịu làm. Mà không gieo thì không có gặt gì hết. Vâng. Mà không có gặt thì sao? Đói, nghèo. Đúng rồi, đúng không? Ồ, nên chúng ta cần phải gieo. Chúa nói trong Cô Tô Nhất đoạn 8 là Chúa ban giống cho kẻ gieo giống hả? Có bánh để nuôi mình. Amen. Chúng ta thấy được cái điều mà Đức Chúa Trời ban cho rất là lạ thường, rất là tuyệt vời. Chúng ta trong câu con tôi thứ nhì đọc 8 thì chúng ta sẽ thấy ở đây. Từ câu số 8 thì ông Phaolô nói như thế này: tôi nói như thế không có ý ra lệnh cho anh chị em, nhưng chỉ muốn nêu lên sự nhiệt thành của những người khác để chứng tỏ lòng yêu thương của anh chị em là chân thật. Anh chị em biết ân huệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta. Ngài vốn giàu sang, nhưng vì anh chị em tự làm nên nghèo khổ, để bởi sự nghèo khổ của Ngài anh chị em trở nên giàu sang. Amen. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu của chúng ta trở nên nghèo khổ vì anh chị em, để anh chị em được giàu sang. Amen. Từ câu qua câu 9 câu số 6: anh chị em nên nhớ điều này, hễ ai gieo ít thì gặt ít, vì ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên nguyên giúp thì lòng đã định, không phải vì miễn cưỡng hay bị ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu người hiến tặng một cách vui lòng. Amen. Yêu người hiến tặng một cách vui lòng. Đức Chúa Trời có thể ban cho anh chị em mọi ân phúc dồi dào để anh chị em luôn luôn được đầy đủ trong mọi sự, lại còn dư dật để làm mọi việc lành. Câu số 8 nói rằng Đức Chúa Trời có thể ban cho anh chị em mọi ân phước dồi dào để anh chị em luôn luôn được đầy đủ trong mọi sự, lại còn dư dật để làm mọi điều lành. Amen. Có nghĩa là trong chi phí trong gia đình của chúng ta, Chúa ban cho chúng ta rất là dồi dào để chi phí trong gia đình của chúng ta, và chúng ta trở nên dư dật để làm mọi điều lành nữa. Amen. Amen. Anh chị em biết làm điều lành là làm gì không? Thấy người nghèo giúp đỡ,
thấy người ốm đau bệnh tật, thăm viếng cầu nguyện giúp đỡ, thấy người đang khó khăn, mồ côi có bùa, chúng ta giúp đỡ, không những là giúp đỡ trong hội thánh của Chúa, nhưng mà chúng ta cũng làm giúp đỡ cho những người mà xã hội thôi, để họ thấy chúng ta yêu họ, chúng ta quan tâm đến họ. Amen. Amen. Chúng ta thường thường hay là chúng ta hay co cụm lại là giúp đỡ anh em trong Chúa mà thôi. Điều đó xã hội người ta không biết chúng ta là người làm lành, không biết chúng ta là người giàu có. Amen. Nên có nhiều hội thánh họ góp tiền lại với nhau rất ít thôi, nhưng mà cứ mỗi thứ bảy họ mua những bánh mì hoặc là mì tôm hay cái gì đó đi giúp đỡ cho những người lang thang, những người ở dưới gầm cầu, và sau một thời gian cái họ kéo đến họ thì Chúa có cần nói gì hết, họ kéo đến họ thì Chúa, bởi vì họ thấy có người quan tâm đến họ. Đây chúng ta, Chúa sẽ ban cho chúng ta dư dật để chúng ta làm mọi điều lành. Amen. Như Kinh Thánh chép, Ngài đã ban phát rộng rãi và ban cho người nghèo khó, sự công chính của Ngài tồn tại đời đời. Đấng đã cung cấp hạt giống dồi dào cho anh chị em làm thực phẩm, và cũng cung cấp và gia tăng hạt giống cho anh chị em. Ngài cũng sẽ làm cho hoa quả công chính của anh chị em sinh sôi nảy nở thêm nhiều, anh chị em được giàu có về mọi mặt để làm mọi việc từ thiện rộng rãi qua chúng tôi. Như thế mà nhiều người tạ ơn Đức Chúa Trời. Ở đây Kinh Thánh ghi rằng Ngài cũng làm cho hoa quả của công chính của anh chị em sinh sôi nảy nở thêm nhiều. Câu 11 nói rằng anh chị em được giàu có về mọi mặt để làm mọi việc lành. Hoa quả công chính là cái gì biết không? Khi chúng ta làm nhiều việc lành, những công việc chúng ta làm lành, làm tốt cho thế giới, cho xã hội này, cho hội thánh của Chúa, đó là hoa quả công chính. Người công chính cũng có trái của sự công chính, đó là mọi việc lành chúng ta làm. Amen. Mà khi ở đây nói rằng là Ngài sẽ làm cho hoa quả công chính của anh chị em sinh sôi nảy nở thêm nhiều, có nghĩa là chúng ta làm rất là nhiều việc lành, làm nhiều điều từ thiện thì sao? Có một đó là anh chị em được giàu có về mọi mặt để làm mọi việc từ thiện. Amen. Khi chúng ta có nhiều trái công chính, là nhiều trái mà chúng ta làm việc lành này, thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta giàu có trong mọi sự. Không những là giàu có lời Đức Chúa Trời, giàu có quyền năng của Đức Chúa Trời, giàu có tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng mà giàu có mọi lĩnh vực luôn. Amen. Amen. Mọi lĩnh vực. Người trong thế gian này người ta chỉ giàu tiền, nhưng mà họ không có giàu tình yêu, họ không có giàu có tấm lòng từ thiện để mà yêu thương người khác, để mà cứu người khác, để mà làm cho người khác bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta là làm mọi điều lành, có nghĩa là có thể là anh chị em dẫn một người tin nhận Chúa Giêsu để họ thoát khỏi cái địa ngục và họ vào trong thiên đàng, đó là một điều lành. Amen. Nhưng mà mình ban phát cho họ tiền bạc hay là giúp đỡ cho họ trong lúc khó khăn cũng là điều lành. Amen. Amen. Chúng ta sẽ làm mọi điều lành, chứ không phải cái làm một điều lành đó là tôi đi cứu người thôi, còn mọi người tôi không làm nữa. Không phải là như vậy. Amen. Chúng ta làm tất cả mọi điều lành. Amen. Điều gì làm được hãy làm, và Đức Chúa Trời sẽ ban hạt giống cho chúng ta để chúng ta làm. Amen. Phải vậy không? Để chúng ta không có tiền để dâng hiến, để làm điều lành, để giúp ai đó, trong lòng của mình thấy khó chịu lắm. Chúa ơi, anh nói Chúa ơi, con cần có tiền để con giúp cho người đó. Lòng của con thương xót người đó quá, nhưng mà bây giờ con không có tiền, xin Chúa ban cho con giúp đỡ người đó được không? Chúa là đang ban hạt giống cho kẻ gieo giống và có bánh để nuôi mình mà. Amen. Amen. Nên chúng ta có một đấng để chúng ta cầu xin. Ai xin sẽ cho. Amen. Nếu anh chị em cứ nghĩ rằng anh chị em xin để giúp đỡ cho người khác, Chúa cho không? Cho không? Cho không? Cho không mà. Chúa nói ai xin để cho là Chúa, mình xin là Chúa cho thôi. Mình cảm ơn Chúa. Hãy nhờ cậy Chúa để chúng ta có thể bước đi một cách là tuyệt vời vô cùng. Vừa rồi tôi cũng ở trên mặt trận Tổ quốc mời tôi đến để mà giúp đỡ cho những người nghèo trong Tết này nè.
tôi trình bày với hội thánh sẵn sàng dâng hiến 10 triệu. Mình có lòng dâng hiến vậy thôi, giúp đỡ cho những người nghèo khổ ngoài xã hội, Tết này họ có đồ ăn. Nhưng mà lên trên thì họ tặng hai cái bằng. Một cái bằng đó là tấm lòng vàng. Nó hội thánh là tấm lòng vàng, đưa ra trước mặt đông người, rồi tặng cho một sư một cái bằng nữa là làm từ thiện giúp đỡ những người nghèo khổ. Ở ngoài họ làm như vậy đó, rất là tuyệt vời, rất là nhiều người mà được lên đài lên truyền hình đó. Amen. Nên chúng ta không những là giúp đỡ anh em trong Chúa, nhưng mà chúng ta nếu xã hội này cần, nếu xã hội cần, thôi là cần, chúng ta cũng sẵn sàng, đừng có tiếc. Amen. Không theo cái cách cũ nhưng mà theo cách mới của Đức Thánh Linh. Amen. Chúng ta sẵn sàng một người một chút góp vào, chúng ta hãy giúp đỡ cho xã, giúp đỡ cho thôn, những người nghèo khổ chúng ta. Anh chị em có phải mình cho nên công chúa là hoàng tử của Đức Chúa Trời là giàu rồi, đúng không? Đúng không? Có ai nghe hoàng tử công chúa của Đức Chúa Trời mà là nghèo không? Không có. Có nghĩa là chúng ta trở nên con Đức Chúa Trời là chúng ta trở nên người giàu rồi. Amen. Nhưng mà bây giờ phải bằng đức tin để nhận. Amen. Nhận cái sự giàu có. Bởi vì chúng ta nhìn quanh thì chúng ta chưa được giàu, nhưng mà trong thực tế là chúng ta là người giàu rồi. Amen. Hãy lấy đức tin mà cầu xin Chúa. Hãy lấy đức tin mà nhận lãnh cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta có thể làm được mọi sự. Amen. Hãy lấy đức tin cầu nguyện và Chúa sẽ ban cho chúng ta. Rồi Chúa nói tiếp tục ở đây, chúng ta xem này. Bây giờ mọi nước sẽ coi ngươi là có phước, vì ngươi sẽ là một đất nước được ưa thích. Chúa và quân phán, Chúa phán bây giờ mọi nước sẽ gọi các ngươi là có phước. Amen. Vì ngươi sẽ là một đất nước được ưa thích. Amen. Amen. Chúng ta không những là những người được phước, mà sau này hội thánh của Chúa phán ưng mở rộng trên đất nước chúng ta, đất nước chúng ta cũng là đất nước được phước. Thế giới họ nhìn vào cái Việt Nam là một nước được phước, bởi vì trong Việt Nam này có hội thánh của Đức Chúa Trời, có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hội thánh được phước, đất nước cũng được phước nữa. Amen. Được ưa thích. Và tôi nói một số người, đây lời Chúa nói đây, một số người không chịu làm ở đây. Từ câu số 13, Chúa phán: các ngươi đã nói những lời gay gắt nghịch cùng ta, nhưng các ngươi lại nói chúng tôi nói gì nghịch cùng Ngài? Các ngươi nói phục vụ Đức Chúa Trời là vô ích. Chúng ta được ích lợi gì khi tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và bước đi buồn bã trước mặt Chúa vạn quân? Ngày nay chúng ta coi những kẻ kiêu căng là có phước, những kẻ ác thì thịnh vượng, và ngày nay cả những kẻ thách thức Đức Chúa Trời thì được thoát nạn. Có những người không chịu làm theo lời của Đức Chúa Trời, không amen với lời Đức Chúa Trời. Họ nói rằng là theo lời của Chúa, làm theo lời của Chúa được phước cái gì? Có gì đâu mà phước. Họ nói gay gắt như vậy đó. Rồi họ xem những con người đó là phục vụ Đức Chúa Trời là vô ích. Không à, chúng ta được cái gì? Rồi ngày nay chúng ta coi những kẻ kiêu căng là có phước, những kẻ gian ác là được phước, những kẻ gian ác được giàu. Họ nhìn vào, họ trên thế gian, họ nhìn vào nhiều người không làm nhưng mà giàu, nhiều tiền. Rồi họ nói là chúng ta làm theo lời của Chúa được cái gì? Trong hội thánh có ai nói vậy không? Cũng có những người có thể nói như vậy, bởi vì nó dân phần người được cái gì? Làm điều lành được cái gì? Làm theo lời của Đức Chúa Trời được cái gì? Đấy, ngoài kia đâu có ai làm theo lời Chúa rồi họ có giàu đâu. Đúng không? Có phải vậy không? Đây là những người không vâng phục lời của Đức Chúa Trời, không tin vào lời Đức Chúa Trời, không làm theo lời Đức Chúa Trời, và họ có những lời phản nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà anh chị em có muốn mình vào thành phần đó không? Chắc chắn là không rồi, đúng không? Như vậy mình là người vâng lời nha. Và Chúa nói đây: bây giờ những người kính sợ Chúa nói với nhau, Chúa lắng tai và nghe. Một cuốn sách ghi nhớ được ghi chép trước sự hiện diện của Chúa, và những người kính sợ Ngài và nghĩ đến danh Ngài. Chúa và quân phán: chúng sẽ thuộc về ta, là tài sản quý báu của ta. Trong ngày ta hành động, ta sẽ tha thứ cho họ như người cha tha cho đứa con trai phục vụ mình.
Rồi các ngươi lại sẽ thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ ác, giữa những người phục vụ Chúa và những người không phục vụ Ngài. Những người kính sợ Chúa là những người làm theo lời của Chúa. Những người kính sợ Chúa là Chúa bảo nộp phần 10 thì nộp. Đó là những người kính sợ Chúa. Amen. Những người không kính sợ Chúa nó nộp phần 10 được cái gì? Ít lợi gì? Xem ngoài thế gian nó đâu có nộp đâu, nó vẫn giàu như thường. Amen không? Nhưng mà Chúa nói rằng là những người kính sợ Chúa nói chuyện với nhau, bàn bạc với nhau, nói về sự dâng hiến một phần mười, hay là công việc mình làm từ thiện, hay là nói chung là vâng lời, làm theo lời của Đức Chúa Trời đó, thì Chúa nói là Chúa lắng tai và nghe một cuốn sách ghi nhớ được ghi chép trước sự hiện diện của Chúa về những người kính sợ Ngài và nghĩ đến danh Ngài. Khi chúng ta làm công việc Chúa, khi chúng ta vâng lời, làm theo lời của Chúa, thì có một cuốn sách ghi nhớ, ghi khắc, ghi lại lời của chúng ta. Những người đó ghi nhớ đến danh của Ngài, nghĩ đến danh của Ngài, họ muốn tôn cao danh của Ngài, họ không muốn làm tổn hại danh của Chúa, họ sống phải sống tốt để danh Chúa được vinh hiển cả sáng trên đời sống của họ. Hội thánh của Chúa, nhiều hội thánh của Chúa muốn làm danh của Chúa được tôn cao, danh của Chúa được vinh hiển, nhưng mà nhiều hội thánh thì làm cho danh của Chúa bị sỉ nhục. Nhiều người sống làm cho danh của Chúa bị sỉ nhục. Người ta chê cười người của Đức Chúa Trời, danh của Chúa không tỏa sáng, không được tôn cao, nhưng mà bị sỉ nhục bởi vì cái cách sống của dân sự của Ngài. Nhưng mà khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời và chúng ta biết được rằng lời nói có thể bị phạt, lời nói được tuyên xưng công chứng, lời nói được thưởng, lời nói thì có thể bị nhiều hình phạt. Lời nói chúng ta vô cùng quan trọng. Và nếu chúng ta cùng nhau nói chuyện với nhau, những người kính sợ Chúa, nghĩ đến danh của Chúa, thì có một cuốn sổ ghi chép lại tất cả những điều đó. Amen. Amen. Và Chúa nói như thế nào? Chúa và vương phán chúng ta, chúng sẽ thuộc về ta, là tài sản quý báu của ta. Trong ngày ta hành động, chúng thuộc về ta, là tài sản quý báu của ta. Chúa nói khi các ngươi qua nước, nước không che lấp các ngươi được. Khi các ngươi qua lửa, lửa không đốt cháy các ngươi được. Vì ngươi là quý báu trước mặt ta. Amen. Vì các ngươi là quý báu trước mặt ta, là tài sản của ta. Nên khi qua nước, nước không che lấp các ngươi được. Khi qua lửa, lửa không đốt cháy các ngươi được. Amen. Vì các ngươi quý báu trước mặt ta. Amen. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Có người nói rằng, có nhiều người nói rằng, ở đây là thời cựu ước, phần 10 là thời cựu ước, chứ còn thời tân ước không có phần 10. Có phải vậy không? Trong thời tân ước, Chúa nói những người thay si, ngươi đồng phần 10, hồi hương bạc hà, nhưng mà những cái điều tốt, yêu thương, công chính không có chịu làm. Nhưng mà tôi nói với anh chị em nè, chúng ta có đức tin nơi Đức Chúa Trời không? Tôi không nói cựu ước hay là tân ước, đây là lời của Đức Chúa Trời. Ai tin làm theo thì được phước. Amen. Ai tin làm theo thì được phước. Ai tin nộp phần 10, Đức Chúa Trời mở cửa sổ trên trời đổ xuống cho chúng ta. Amen. Chứ không cần phải tân ước cựu ước gì cả. Chúng ta sống trong thời đại của đức tin. Tin thì nhận lãnh, không tin không nhận được gì hết. Amen. Tin thì nhận lãnh, tin thì làm. Ai tin thì làm, ai tin thì làm, mà làm thì Đức Chúa Trời sẽ làm phép lạ cho đời sống của chúng ta. Chúa vạn quân phán, chúng sẽ thuộc về ta và tài sản quý báu của ta. Trong ngày ta hành động, ta sẽ tha thứ cho họ như người cha tha cho đứa con trai phục vụ mình. Ta sẽ tha thứ cho họ. Có những lỗi lầm gì đó, Chúa tha thứ cho chúng ta. Nếu chúng ta cứng đầu không làm theo, từ lời này cho đến lời khác, từ mạng lệnh này đến mạng lệnh khác, từ điều răn này đến điều răn khác, không chịu làm theo, thì chúng ta hỏi thử Chúa có tha thứ không? Nếu không hết lòng ăn năn và không hết lòng làm theo lời của Đức Chúa Trời, mà nếu mà Chúa không tha thứ thì đau đớn.
ở đây Chúa nói, Chúa không nói với những người gian ác, những người đó là phục vụ Chúa có ích lợi gì. Chúa không nói là Chúa tha thứ cho người đó, nhưng mà Chúa sẽ tha thứ cho những người kính sợ Ngài. Amen. Chúa tha thứ cho những người kính sợ Ngài. Và cái sự tha thứ là vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Bởi vì chúng ta có nhiều lỗi lầm lắm, nhiều lỗi lầm chúng ta không biết được nữa. Này Chúa là đấng tha thứ cho chúng ta. Ngày mà Chúa hành động, ngày mà Chúa phán xét, ngày mà Chúa ban thưởng, Chúa tha thứ cho chúng ta trước hết. Chúa tha thứ cho chúng ta. Và Ngài nói như thế này: rồi các ngươi lại sẽ thấy khác, cái sự khác biệt giữa người công chính và người gian ác, giữa người phục vụ Đức Chúa Trời và người không phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa sẽ phân biệt cho chúng ta thấy người nào phục vụ Đức Chúa Trời và người không phục vụ Đức Chúa Trời, một người gian ác và người công chính. Người công chính là người kính sợ Chúa, đặt để danh của Ngài, hướng đến danh của Ngài. Người công chính là cái người mà được Chúa tiên sinh công chính. Người công chính là cái người tin cậy nơi Đức Chúa Trời, làm theo lời của Đức Chúa Trời. Còn người gian ác là người không làm theo lời Đức Chúa Trời, không kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa sẽ phân biệt giữa người công chính và người gian ác. Chúa sẽ phân biệt những người phục vụ Đức Chúa Trời và người không phục vụ Đức Chúa Trời. Anh chị em có phục vụ Chúa không? Có không? Mình phục vụ như thế nào nè? Việc thờ phượng Chúa, việc đọc lời Chúa, đó là bổn phận của mình phải làm. Amen. Ai hầu việc ta hay là ai phục vụ ta? Chẳng hạn như là Chúa nói như thế này: ai tiếp các ngươi, tức là tiếp ta. Ai tiếp ta là tiếp đấng đã sai ta. Amen. Ai tiếp một tiên tri, vì người đó là một tiên tri, thì sẽ nhận phần thưởng của một tiên tri. Ai không tiếp các ngươi thì vũ áo đi ra khỏi. Phục vụ Chúa có nghĩa là chúng ta làm việc, chúng ta phục vụ. Mà nói là Chúa ở đâu mà tôi phục vụ, nhưng mà phục vụ tiếp khách, đó là phục vụ Chúa, đúng không? Phải vậy không? Chúng ta tiếp khách đó là phục vụ Chúa. Chúng ta ban cho người khác đang nghèo khổ, đang đói là phục vụ Chúa. Amen. Chúng ta làm nhiều việc làm đó là chúng ta đang phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Mà khi chúng ta phục vụ Chúa thì sao? Chúa nói là Chúa nên phân biệt người phục vụ và người không phục vụ. Ở trong Luca 15 nó nói như thế này nè, từ câu 35 á, Luca 12 câu 35 thì nói như thế này: hãy thắt lưng lại, thắp đèn lên như một người đầy tớ chờ đợi chủ mình. Và chủ thì không biết lúc nào về, chủ có thể về trễ. Thì đầy tớ phải làm gì? Hãy thắp lưng lại và thắp đèn lên để chờ đợi ông chủ về, để dự tiệc cưới. Mà chủ thì không biết về lúc nào, nên người đầy tớ đó phải thức canh, phải thức canh. Và Chúa nói về cái việc thức canh đó là việc chờ đợi Chúa Giêsu chúng ta trở lại, đúng không? Mà khi chờ đợi Chúa Giêsu chúng ta trở lại thì chúng ta phải làm gì? Thức canh có nghĩa là sao? Là phải làm việc. Cái người đầy tớ đó thắt lưng lại rồi thắp đèn lên cho nó sáng để làm việc. Làm việc thì không bao giờ ngủ. Amen. Có phải vậy không? Có ai làm việc mà ngủ được không? Không có. Chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu là chúng ta phải phục vụ, chúng ta phải làm việc thì chúng ta mới thức canh. Mà nếu chúng ta không làm việc, không phục vụ thì chúng ta ngủ. Mà ngủ thì Chúa đánh thì sao? Không bị, không vào được thì cưới được. Bỏ lại. Amen. Nên cái việc phục vụ đó, đó là đang thức canh. Chúng ta đi giảng phúc âm là chúng ta phục vụ Chúa. Chúng ta cầu nguyện Chúa làm cho người khác là phục vụ Chúa. Chúng ta cầu tha cho người khác là chúng ta phục vụ Chúa. Chúng ta làm cho người này, chúng ta làm cho người kia là chúng ta đang phục vụ Chúa. Mà phục vụ là thức canh. Amen. Chúa Giêsu chúng ta đến như kẻ trộm tình hình trong ban đêm. Amen. Nên nếu cái người đầy tớ này bắt cái ghế ra ngồi cửa, ngồi như thế này,
chờ đợi ông chủ. Ngồi như thế này, cứ chờ đợi ông chủ. Phục hồi bắt đầu nhắm mắt lại, rồi ngủ gục luôn. Đúng không? Ngồi chờ thì ngủ gục. Đó không phải là thức canh. Chúng ta lại thắt lưng lại và thắt đèn lên, giống như người đầy tớ chờ đợi chủ mình dự tiệc cưới về. Mà khi chủ trở về, lúc canh 2, canh 3 không biết, đầy tớ ra mở cửa, thì chủ sẽ đưa đầy tớ ngồi vào bàn tiệc, và chủ sẽ thắt lưng lại và phục vụ đầy tớ. Sướng không? Sướng không chị em? Nên chúng ta phải nhớ như điều này. Chúa Giê-xu thắt lưng lại để cho cái áo tròn đó nó gọn gàng lại, để Chúa lại rửa chân cho các môn đồ. Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ. Chúa Giê-xu đã phục vụ, và tất cả những người môn đồ của Chúa Giê-xu, những người tin nhận Chúa Giê-xu phải là phục vụ. Amen. Buổi sáng hôm nay tôi thấy, sáng hôm qua, sáng hôm nay nhà tôi thấy rất là nhiều chị em phục vụ rau rồi nấu nướng đủ mọi thứ, là anh chị em đang phục vụ. Mà phục vụ là đang thức canh chờ Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Người nào không làm gì hết là đang ngủ. Amen. Người nào không làm là đang ngủ. Amen. Nếu chúng ta không có việc gì làm thì nói với mục sư là: mục sư ơi, tôi muốn phục vụ việc này việc kia, mục sư chỉ cho tôi làm đi. Amen. Chứ còn không là mình ngủ đây. Tôi nhớ lại có một cái ông ông mới tin Chúa thôi. Cái ông vào nhà thờ, cái ông thấy phía trước cái dép dài bỏ lộn xộn á, ông lại xếp từ đâu ông xếp ngay ngắn trở lại. Cái mấy người tín đồ lông nông ấy nhìn vào cái ông này, thấy ông mới là lạ, nó: ông ơi, ông đang làm gì đấy? Là tôi xếp dép lại cho nó ngay ngắn lại một tí. À, ông ở đâu? Tôi đang ở gần đây. À, ông làm gì? Ông là: tôi là thị trưởng của thành phố này. Tôi là thị trưởng của thành phố này. Thị trưởng mà sắp xếp lại. Bởi vì ông nghĩ rằng ông là người phục vụ Chúa. Amen. Chứ không phải tôi là thị trưởng, tôi không làm việc cho nhỏ. Amen. À, nên chúng ta hãy tìm cách để phục vụ. Mà phục vụ có nghĩa là làm việc cho Chúa, và là người đang thức canh chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Nếu Chúa Giê-xu trở lại mà anh chị em dễ dàng, anh chị em ngủ trong thế gian này để ru anh chị em ngủ, anh chị em bỏ công việc Đức Chúa Trời và anh chị em nó làm những công việc của thế giới này, thì anh chị em nhớ rằng là anh chị em đang ngủ, và dễ dàng anh chị em bị bỏ lại đấy. Chúa Giê-xu đến, 10 người nữ đồng trinh, 5 người được đem đi, 5 người bị bỏ lại bởi vì thiếu dầu, ngủ gục, bởi vì không biết phục vụ. Amen. Chúa đã phân biệt người nào phục vụ Chúa và người không phục vụ Chúa. Một người công chính và một người gian ác. Chúa sẽ làm nổi bật cái người phục vụ. Amen. Không những là ngày Chúa Giê-xu tái lâm, nhưng mà ngay ngày hôm nay, ngay ngày hôm nay, ngay khi chúng ta còn sống trên đất này, những người phục vụ Đức Chúa Trời là những người mà Chúa làm cho họ trở nên giàu có, vinh hiển, tuyệt vời. Hội thánh của chúng tôi bên đó thì ai nấy cũng đều phục vụ hết, hết lòng phục vụ. Mục sư phục vụ thì tín đồ cũng phục vụ. Amen. Mà phục vụ, tất cả hội thánh đều phục vụ, là hội thánh đang thức canh, đang chờ Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Hãy thắt lưng lại và thắp đèn lên cho nó sáng để phục vụ. Cái người đầy tớ đó là ngồi chờ thì sẽ ngủ gục, nhưng mà cái người đầy tớ đó bắt đầu thắt lưng lại, bắt đầu quét nhà, lau bàn, lau ghế, tìm cái việc mà làm để phục vụ ông chủ mà. Như vậy thì mới thức được, chứ không ông chủ biết đâu giờ nào ông về nó không biết được. Mà cũng về ông gõ cửa là ngủ gục là xong rồi, còn bị khiển trách ngay. Nhưng mà chủ gõ cửa mở ra và cảm ơn Chúa. Chủ thấy đầy tớ ngay lần trung tín, chủ cho ngồi vào bàn tiệc, chủ thắt lưng phục vụ đầy tớ. Chúa Giê-xu của chúng ta, một ngày nào đó khi Ngài đến và Ngài cắt chúng ta lên về, Ngài tổ chức tiệc cưới của chiên con, và chính Chúa sẽ phục vụ các đệ tử. Amen. Anh chị em là người phục vụ trong thế gian này. Anh chị em sẵn sàng phục vụ, không có coi cái mình là gì cả, cái tôi của mình là lớn. Mình phục vụ người nào cho đến phục vụ người khác. À, có những người đệ tử của Chúa ngay ngày hôm nay phục vụ những anh chị em nghiện ma túy, những anh chị em HIV, rồi ngủ với họ, ăn chung với họ, rồi xa bóng họ nữa thì họ lên cơn. Phục vụ những người mà giống như người phun, người người mà rất là hôi hám,
họ sẵn sàng phục vụ. Và tôi tin chắc rằng là những người đó có phần thưởng rất lớn. Amen. Có phần thưởng rất lớn. Nên anh chị em đó trong hội thánh, hãy tìm cách mà phục vụ, bởi vì Chúa của chúng ta sẽ phân biệt người phục vụ và người không phục vụ. Chúa nói là không khó anh chị em trong Chúa. Có vô ích không? Không phải không? Nhưng mà anh chị em phục vụ là không khó đúng không? Không vô ích có nghĩa là Chúa ban thưởng đúng không? Amen. Chúa chúng ta là công bình. Người phục vụ thì sẽ được ban thưởng, người phục vụ sẽ được ban cho đúng là thôi. Người không phục vụ có nghĩa là không gieo là không nhận được cái gì hết. Amen. Amen. Và cảm ơn Chúa, tôi thấy rồi, thánh ở đây phục vụ rất là tốt. Còn ai đó chưa biết phục vụ lại nói với mục sư rằng là cho tôi biết tôi phải làm gì nha để tôi phục vụ. Amen. Dọn cái nhà, dọn dẹp bàn ghế, sắp xếp buổi sáng chủ nhật cũng là phục vụ. Amen. À, và đi chăm sóc, đi thăm viếng người khác cũng là phục vụ. Giao thông anh em với nhau là chúng ta đang phục vụ. Chúng ta phục vụ những người bên ngoài, chăm sóc họ, làm chứng cho họ, chữa lành họ, đem họ vào nước Đức Chúa Trời là chúng ta đang phục vụ. Còn không là chúng ta ngủ đấy. Amen. Chúa sẽ phân biệt người phục vụ và người không phục vụ, người kính sợ Đức Chúa Trời và người không kính sợ Đức Chúa Trời, người công chính và người gian ác. Anh chị em biết không? Hồi trước tôi ở chỗ Bảo Lâm đó, tôi đến đó tôi ở, tôi là người nghèo nhất cái khu vực đó, người nghèo nhất khu vực đó. Người ta có đất đai tôi chẳng có, tôi chỉ có miếng đất để làm nhà ở thôi, mà nhà thì rất lát. Tôi đi xe ôm nuôi vợ 4 con. Sau một thời gian hầu bị Chúa, bị sỉ nhục, bị chê bai đủ điều hết. Nhiều anh công an nói là thôi anh, ông nên về ra lâu kiếm công việc làm ăn để nuôi vợ con. Tôi thấy ông đi suốt, đi làm chứng suốt. Ông có đi suốt bỏ vợ con nhà đói thế này thế kia. Chiều vừa cũng khuyên mình nên làm lo làm ăn. Nhưng mà cảm ơn Chúa đủ một cái, Chúa cho xây nhà lầu. Mình ở chỗ đó mặt tiền tới 15 hết, xây nhà lầu lên. Cứ người ta nói ông này yên yên mà ghê nhỉ, ghê nhỉ. Rồi có đến lúc mà chính quyền họ đi thăm mình, công an họ đến thăm mà tặng hoa, tặng quà đủ thứ. Mấy người gần gần bên đó nói, mục sư anh là người có máu mặt nhất cái vùng này. Họ thấy công an tới thăm rồi, thấy chính quyền tới thăm, thấy mình là người quan trọng nhất của vùng này. Chúa sẽ thăm mình, Chúa sẽ làm cho mình được vinh hiển. Amen. Amen. Ngày trước anh chị em ở đây coi thường khinh chê, nhưng mà bây giờ chính quyền họ cũng xem mình rất là tốt rồi đúng không? Bởi vì mình sống tốt rồi ha. Nhưng mà tốt hơn nữa, tốt hơn nữa. Amen. Tốt hơn nữa để Chúa đổ phước cho mình. Amen. Chúa đổ phước cho mình, Chúa đổ mình đầy đặn cho mình để mình là người được phước từ nơi Đức Chúa. Amen. Nên cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng là hội thánh của Chúa tương lai sẽ rất là giàu có, và Chúa sẽ làm nổi bật hội thánh của Chúa tại nơi này. Từng nhà một sẽ được nổi bật khi anh chị em nộp phần 10 cùng các của dân, làm những việc từ thiện bên ngoài được. Amen. Rồi Chúa sẽ đổ phước cho anh chị em, đổ tài chính cho anh chị em để anh chị em làm mọi điều này. Amen. Chúng ta nhớ này, nếu chúng ta không nộp phần 10, hầu thánh của Chúa trong kho không có tài sản, không có tài chính để chi phí những công việc khác. Còn ma quỷ nó sẽ cướp tiền của chúng ta. Chúng ta có tiền gì đó không? Ma quỷ nó sẽ cướp. Khi chúng ta làm thì Chúa đã Chúa bảo vệ ngoài vườn, ngoài rẫy của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không làm là Chúa không bảo vệ. Mà không bảo vệ thì ma quỷ nó sẽ cướp đi. Đúng không ạ? Ở chỗ tôi có một cái bà ấm lớn tuổi rồi. Bà nói rằng, một sư ơi cầu nguyện cho tôi bán miếng đất này, tôi dâng phần 10 cho Chúa rồi tôi chi phí trả nợ trong gia đình. Thế bà bán được 60 triệu. Tôi biết bà bán được 60 triệu. Tôi xem thử bà có đóng 6 triệu không. Tôi chờ bà không thấy đâu hết. Tôi không nói gì yên lặng. Đùng một cái ghê, hai mẹ con lên TV, lên truyền hình đó. Đứa con nó bắt trộm chó, rồi bị công an bắt rồi đưa lên truyền hình luôn. Phạt khách 17 triệu mấy trăm ngàn. Thế
tức là 6 triệu không có nộp, nhưng mà phạt tới 16 triệu 700 ngàn mà được lên truyền hình nữa. Thế làm sao? Tôi không nói gì hết, nhưng làm sao cái bà bán được một miếng đất 150 triệu? Bà có đất nhiều mà, bán được miếng 150 triệu, của nhà ôm 15 triệu xuống nộp liền lập tức. Mà bà sợ rồi, bởi vì 6 triệu không nộp và phải lên truyền hình và mất mười mấy triệu thôi. Lỗ không? Lỗ quá vậy mất. Cảm ơn Chúa. Mà từ đó là bà trung tín một phần mười, Bà nhận vô bao nhiêu, bà trung tín một phần mười, bà nộp và bà được. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta hãy mạnh dạn, đừng có sợ gì hết. Nhiều lúc chúng ta nộp và ít ít, nhỏ, thì chúng ta thấy bây giờ nộp có tiền lớn thì chúng ta cảm thấy nó hơi giống như lúc nó hơi tiếc không? Đừng, hãy vâng lời Chúa và hãy làm đi. Amen. Rồi Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Chúa thấy tấm lòng của chúng ta thật sự đối với Chúa rất là giàu có. Nó thật sự là Chúa không cần cái số tiền của chúng ta đâu, nhưng mà Chúa muốn chúng ta giàu nên chúng ta phải làm. Amen. Làm để được giàu, kinh doanh để được giàu. Đây là một cái việc kinh doanh mà giàu không bao giờ bị lỗ lãng. Amen. Kinh doanh nó ngoài thế gian nó lỗ đủ thứ hết, nó sụp đổ đủ thứ hết, nhưng mà nếu chúng ta làm điều này, chúng ta kinh doanh cái kiểu này thì không bao giờ lỗ, bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời có sự thành tín. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Một phần mười các của dân vào kho của Chúa để nhà ta có lương thực. Amen. Ta phải mở cửa sổ từ trời, các cửa sổ đổ phước xuống đến các ngươi không có chỗ chữa chặt. Amen. Amen. Rồi chúng ta đứng lên cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.